Chào các con học sinh lớp 4. Cô rất vui khi được gặp lại các con trong giờ toán. Các con xem video bài giảng, thấy cô giảng dễ hiểu, bấm nút thích, chia sẻ cho các bạn cùng xem. Nếu bạn nào chưa đăng ký, vui lòng đăng ký để được xem các video tiếp theo kênh Dạy Con Học Tiểu Học nhé. Giờ toán hôm nay chúng ta học bài Phép cộng phân số tiếp theo, sách giáo khoa toán 4, trang 127. Các con thân mến, giờ trước chúng mình đã biết cộng hai phân số cùng mẫu số. Muốn cộng hai phân số cùng mẫu số, ta cộng hai tử số với nhau và giữ nguyên mẫu số. Giờ toán hôm nay chúng ta lại tiếp tục tìm hiểu về phép cộng. Qua ví dụ, có một băng giấy màu, bạn Hà lấy 1/2 băng giấy, bạn An lấy 1/3 băng giấy. Hỏi cả hai bạn đã lấy bao nhiêu phần của băng giấy? Bài toán cho biết có một băng giấy màu. Bạn Hà đã lấy 1/2 băng giấy và bạn An lấy 1/3 băng giấy. Bây giờ bài toán hỏi chúng ta là cả hai bạn đã lấy bao nhiêu phần của băng giấy màu. Bài toán rất đơn giản đúng không các con? Đấy. Muốn biết cả hai bạn Hà và An lấy bao nhiêu phần của băng giấy màu thì chúng ta phải thực hiện phép cộng đúng không? Ta sẽ lấy một phần mấy nhỉ? Ta lấy 1/2. Đấy, số băng giấy màu của bạn bạn Hà cộng với 1/3 số băng giấy màu của bạn An đúng không? Như vậy ta có phép cộng 1/2 cộng 1/3. Chúng mình có nhận xét gì về phép cộng này? Đây là phép cộng hai phân số khác mẫu số. Đấy, đây là phép cộng hai phân số khác mẫu số. Vậy làm thế nào để chúng ta biết cộng hai phân số khác mẫu số? Muốn cộng được hai phân số khác mẫu số thì bước đầu tiên chúng ta phải quy đồng mẫu số hai phân số này để hai phân số này có cùng mẫu số, phải không? Khi hai phân số đã có cùng mẫu số rồi thì chúng ta lại cộng như là cộng hai phân số cùng mẫu số như ở bài trước chúng ta đã học, phải không? Như vậy bước đầu tiên thì chúng ta gì nhỉ? Ta quy đồng mẫu số hai phân số này. Bước đầu tiên ta quy đồng mẫu số hai phân số thì cách quy đồng mẫu số hai phân số chúng ta đã học ở những giờ trước rồi, phải không? Trước tiên chúng ta quy đồng mẫu số phân số 1/2. 1/2 bằng ta lấy tử số và mẫu số của phân số 1/2 nhân với mẫu số của phân số 1/3. Đấy. Tức là ta sẽ lấy 1/3 trên 2/3 bằng 1/3 bằng 3, 2/3 bằng 6. Như vậy phân số 1/2 ta đã quy đồng mẫu số thành phân số 3/6. Tiếp theo phân số 1/3 thì bằng ta lấy tử số và mẫu số của phân số 1/3 nhân với mẫu số của phân số 1/2, tức là nhân với 2, bằng 1/2 trên 3/2. Đấy. 1/2 bằng 2, 3/2 bằng 6. Phân số 1/3 cô giáo đã quy đồng mẫu số thành phân số 2/6. Như vậy hai phân số đã có cùng mẫu số là 6. Đấy. Sau khi chúng ta đã quy đồng mẫu số hai phân số rồi thì bước tiếp theo là chúng ta cộng hai phân số, phải không? Đấy. Ta cộng hai phân số. Một phần hai, đầu bài của nó là 1/2 đây. 1/2 cộng 1/3 bằng 1/2 chúng ta đã quy đồng mẫu số thành phân số 3/6 cộng 1/3 cô giáo quy đồng thành mẫu số thành 2/6 cộng với 2/6. Như vậy bây giờ chúng ta cộng hai phân số có cùng mẫu số đúng không? Đấy. Ta cộng tử với nhau, 3 cộng 2 bằng 5 và giữ nguyên mẫu số là 6. Đấy. Như vậy vừa rồi các con đã biết cách cộng hai phân số khác mẫu số. Đấy. Dựa vào đây
chúng ta phát biểu thành lời là thế nào nhỉ? Muốn cộng hai phân số khác mẫu số, ta quy đồng mẫu số hai phân số. Đấy, sau đó rồi cộng hai phân số đó. Cô giáo nhắc lại, muốn cộng hai phân số khác mẫu số, ta quy đồng mẫu số hai phân số rồi cộng hai phân số đó. Đấy, đó là ghi nhớ sách giáo khoa trang 127. Muốn cộng hai phân số khác mẫu số, ta quy đồng mẫu số hai phân số rồi cộng hai phân số đó. Bây giờ chúng mình vận dụng quy tắc cộng hai phân số khác mẫu số, chúng ta sẽ làm các bài tập trong sách giáo khoa. Đầu tiên chúng ta làm bài tập 1. Ở bài tập 1 chúng ta có 4 câu, câu A, câu B, câu C và câu D. Trước tiên chúng ta làm câu A. Câu A, 2/3 cộng 3/4. Chúng mình có nhận xét gì về phép cộng hai phân số này? À, đây cũng là phép cộng hai phân số khác mẫu số. Để cộng được hai phân số khác mẫu số này thì bước đầu tiên chúng ta phải quy đồng mẫu số hai phân số này. Đấy. Bây giờ chúng ta cô giáo hướng dẫn chúng ta quy đồng luôn. Phân số 2/3 thì chúng ta quy đồng bằng cách ta lấy tử số và mẫu số của phân số 2/3 nhân với mẫu số của phân số 3/4, tức là cả tử số và mẫu số nhân với 4, tức là bằng 2 nhân 4 trên 3 nhân 4. Đấy. Sau đó chúng ta cộng với phân số 3/4. Cô giáo viết xong tí, cô giáo sẽ gạch ngang bằng thước kẻ xong. 3/4 thì bằng cả tử số và mẫu số của phân số 3/4 nhân với mẫu số của phân số 2/3, tức là nhân với 3, bằng 3 nhân 3 trên 4 nhân 3, bằng 2 nhân 4 bằng 8, 3 nhân 4 bằng 12, cộng 3 nhân 3 bằng 9, 4 nhân 3 bằng 12. Đấy. Bây giờ hai phân số đã có cùng mẫu số là 12. Bây giờ ta lấy 8 cộng 9, phải không? Tử số cộng tử số 8 cộng 9, giữ nguyên mẫu số là 12. 8 cộng 9 bằng 17. Mẫu số 12 giữ nguyên. Như vậy, phân số 2/3 cộng 3/4 ta được kết quả là 17/12. Tiếp theo chúng mình làm câu B. 9/4 cộng 3/5. Hai phân số này cũng là hai phân số khác mẫu số. Bước đầu tiên chúng ta quy đồng mẫu số hai phân số này. Ta lấy 9/4 phân số thứ nhất nhân với mẫu số của phân số thứ hai, tức là bằng 9 nhân 5 trên 4 nhân 5 cộng phân số 3/5 sẽ bằng 3 nhân 4 trên 5 nhân 4 bằng 9 nhân 5 bằng 45. 4 nhân 5 bằng 20. Cộng 3 nhân 4 bằng 12. 5 nhân 4 bằng 20. Hai phân số đã có cùng mẫu số là 20. Ta chỉ việc cộng các tử số. Ta lấy 45 cộng 12 trên 20. 45 cộng 12 thì cô giáo được kết quả bằng 57. Đấy, 57. 57/20. Phân số 57/20 đã tối giản. Như vậy phân số 4/9 cộng 3/5 bằng 57/20. Tiếp theo chúng ta làm câu C. 2/5 cộng 4/7. Đây cũng là phép cộng hai phân số khác mẫu số. Bước đầu tiên chúng ta quy đồng mẫu số hai phân số. Phân số 2/5 bằng 2 nhân 7 trên 5 nhân 7 cộng
Phân số 4 phần 7 bằng 4 nhân 5 trên 7 nhân 5. Hai nhân 7 bằng 14. 5 nhân 7 bằng 35. Cộng 4 nhân 5 bằng 20. 7 nhân 5 bằng 35. Như vậy, hai phân số đã có cùng mẫu số là 35. Ta chỉ việc cộng các tử số, tức là ta sẽ lấy 14 cộng với 20 trên 35. 14 cộng với 20 chúng ta được kết quả là 34 phần 35. Phân số 34 phần 35 cũng là phân số tối giản. Tiếp tục chúng ta làm câu D. 3 phần 5 cộng 4 phần 3. Đây cũng là phép cộng hai phân số khác mẫu số. Bước đầu tiên chúng ta quy đồng mẫu số hai phân số này. 3 phần 5 bằng 3 nhân 3 trên 5 nhân 3. 3 nhân 3 trên 5 nhân 3. Cộng 4 phần 3 bằng 4 nhân 5 trên 3 nhân 5. Bằng 3 nhân 3 bằng 9. 3 nhân 5 bằng 15. Cộng 4 nhân 5 bằng 20. 3 nhân 5 bằng 15. Hai phân số đã có cùng mẫu số là 15. Ta chỉ việc cộng các tử số. Ta lấy 9 cộng với 20 trên 15. 9 cộng 20 bằng 29. Giữ nguyên mẫu số là 15. Như vậy, phân số 3 phần 5 cộng 4 phần 3 bằng 29 phần 15. Bài 1 vừa rồi chúng mình đã áp dụng quy tắc phép cộng hai phân số khác mẫu số. Muốn cộng hai phân số khác mẫu số, ta quy đồng mẫu số hai phân số rồi cộng hai phân số đó. Tiếp tục chúng ta chuyển bài tập 2. Bài tập 2 tính theo mẫu. Mẫu 13 phần 21 cộng 5 phần 7. Đây cũng là phép cộng hai phân số khác mẫu số, đúng không? Nếu như ở trên bài 1 chúng ta quy đồng mẫu số hai phân số thì chúng ta thấy là mẫu số này không chia hết cho mẫu số kia. Thì ở bài 2, đấy, phép cộng hai phân số khác mẫu số này, trường hợp 21 chia 27 tức là mẫu số của phân số thứ nhất chia hết cho mẫu số của phân số thứ hai thì ta giữ nguyên mẫu số của phân số thứ nhất, ta chỉ việc quy đồng mẫu số của phân số thứ hai bằng cách ta sẽ lấy 21 chia 7 được 3, đúng không? Sau đó ta sẽ lấy 3 nhân với phân số 5 phần 7, tức lấy 3 nhân 5 và 3 nhân 7. 13 phần 21 cộng 5 phần 7 bằng 13 phần 21, ta giữ nguyên phân số 13 phần 21 cộng này. 5 phần 7 sẽ bằng 5 nhân 3 trên 7 nhân 3 bằng 13 phần 21. Đấy. Bây giờ chúng ta nhân tử số và mẫu số của phân số đang quy đồng. 5 nhân 3 bằng 15, 7 nhân 3 bằng 21. Như vậy hai phân số chúng ta đã đưa về cùng mẫu số. 13 phần 21 cộng 15 phần 21, ta chỉ việc cộng hai tử số. 13 cộng 15 bằng 28, giữ nguyên mẫu số 21. 13 phần 21 cộng 5 phần 7 bằng 28 phần 21. Đấy. Như vậy bây giờ dựa vào mẫu này chúng ta sẽ thực hiện 4 câu A, B, C, D. Trước tiên chúng ta làm câu A. 3 phần 12 cộng 1 phần 4. Đây là phép cộng hai phân số khác mẫu số, phải không? Đầu tiên chúng ta sẽ phải quy đồng mẫu số hai phân số này. Đấy. Nhưng mà dựa vào cách làm ở bài mẫu vừa rồi thì chúng ta cũng sẽ đầu tiên chúng ta sẽ quy đồng mẫu số hai phân số này. Ta thấy
12 chia hết cho 4. Đấy, 12 chia 4 được 3. Như vậy ta sẽ giữ nguyên phân số 3/12. Mẫu số chung của hai phân số này là 12. Đấy. Và ta sẽ lấy 12 chia 4 được 3, cho nên ta sẽ lấy 1 nhân 3 và 4 nhân 3. Bằng này. 3/12 chúng ta giữ nguyên. Cộng với 1 nhân 3 trên 4 nhân 3 bằng bằng này 3/12 cộng 1 nhân 3 bằng 3, 1 3, 4 nhân 3 bằng 12. Như vậy hai phân số đã có cùng mẫu số, phải không? Bây giờ chúng ta chỉ việc cộng các tử số thôi, phải không? 3 cộng 3 thì bằng mấy nhỉ? 3 cộng 3 bằng 6. 12 mẫu số giữ nguyên. Phân số 6/12 là phân số chưa tối giản, phải không? Ta sẽ rút gọn. Ta lấy cả tử số và mẫu số chia cho 6. 6 chia cho 6 được 1. 12 chia cho 6 thì được 2. Như vậy phân số 3/12 cộng 1/4 bằng 1/2. Các con lưu ý, các phép tính về phân số khi đưa về kết quả cuối cùng thì chúng ta phải rút gọn để về phân số tối giản nhé. Tiếp theo chúng ta làm bài tập B. 4/25 cộng 3/5. Đây cũng là phép cộng hai phân số khác mẫu số. Bước đầu tiên chúng ta phải quy đồng mẫu số để hai phân số này có cùng mẫu số. Ta thấy 25 chia hết cho 5. Như vậy phân số 4/25 ta giữ nguyên. 25 chia 5 được 5. Ta sẽ lấy 5 nhân với 3 và 5 nhân với 5. Giữ nguyên phân số 4/25. Cộng 3 nhân 5 trên 5 nhân 5 bằng 4/25 cộng này 3 nhân 5 bằng 15, 5 nhân 5 bằng 25. Hai phân số đã có cùng mẫu số là 25. Ta chỉ việc cộng hai tử số. 4 cộng 15 bằng 19. Giữ nguyên mẫu số 25. Như vậy 4/25 cộng 3/5 bằng 19/25. Chúng mình làm câu C. 26/81 cộng 4/27. Đây cũng là phép cộng hai phân số khác mẫu số. Ta thấy mẫu số 81 chia hết cho 27. 81 chia cho 27 được 3. Như vậy ta chỉ việc quy đồng mẫu số phân số 4/27 giữ nguyên phân số 26/81. 26/81 cộng 4 nhân 3 trên 27 nhân 3 bằng 26/81 cộng 4 nhân 3 bằng 12. 27 nhân 3 bằng 81. Hai phân số đã có cùng mẫu số là 81. Ta cộng hai tử số. 26 cộng 12 thì bằng 38. Mẫu số là 81, chúng ta giữ nguyên. Hai mươi sáu phần 81 cộng 4/27 chúng ta được kết quả là 38/81. Tiếp tục chúng ta thực hiện câu D. 5/64 cộng 7/8 bằng. Đây cũng là phép cộng hai phân số khác mẫu số. Đầu tiên chúng ta quy đồng mẫu số hai phân số này. Ta thấy 68 chia 8 64 chia 8 được 8.
Như vậy phân số 5 phần 64 chúng ta giữ nguyên. 5 phần 64 bằng cộng 64 chia 8 bằng 8, như vậy ta sẽ lấy 7 x 8 và 8 x 8. 7 x 8 trên 8 x 8 bằng 55 phần 64 cộng 7 x 8 bằng 56, 8 x 8 bằng 64. Đến đây hai phân số đã có cùng mẫu số, ta cộng hai tử số. 5 cộng 56 thì bằng 61. Giữ nguyên mẫu số 64. Và phân số 61 phần 64 đã tối giản. Năm phần 64 cộng 7 phần 8 bằng 61 phần 64. Ở bài tập 2 vừa rồi, chúng ta cũng đã cộng hai phân số khác mẫu số. Và chúng ta cách quy đồng mẫu số ở phân số ở bài 2 khác với cách quy đồng mẫu số ở phân số thứ nhất. Phải không? Với trường hợp mẫu số của phân số này chia hết cho mẫu số của phân số kia, thì chúng ta chỉ việc quy đồng mẫu số một phân số thôi, còn giữ nguyên một phân số, tức là đó chính là giữ nguyên cái phân số, đó chính là mẫu số chung của hai phân số. Tiếp tục chúng ta chuyển bài tập 3. Một xe ô tô giờ đầu chạy được 3/8 quãng đường, giờ thứ hai chạy được 2/7 quãng đường. Hỏi sau 2 giờ ô tô đó chạy được bao nhiêu phần của quãng đường? Bài toán cho chúng ta biết có một ô tô chạy trên đường, phải không? Giờ đầu thì chạy được 3/8 quãng đường, giờ thứ hai chạy được 2/7 quãng đường. Bây giờ hỏi sau 2 giờ đó thì ô tô chạy được bao nhiêu phần quãng đường? Bài toán rất dễ, phải không? Đầu tiên cô giáo sẽ tóm tắt bài toán như sau. Giờ thứ nhất chạy được 3/8 quãng đường, giờ thứ hai 2/7 quãng đường, 2 giờ chấm chấm quãng đường hỏi chấm. Muốn biết sau 2 giờ ô tô đó chạy được bao nhiêu phần của quãng đường thì chúng ta sẽ lấy số phần quãng đường của giờ thứ nhất là 3/8 cộng với số phần quãng đường của giờ thứ hai chạy được là 2/7. Ta sẽ lấy 3/8 cộng 2/7. Ta lấy 3/8 này cộng 2/7. Đây là phép cộng hai phân số khác mẫu số. Bây giờ muốn cộng được hai phân số này thì chúng ta quy đồng mẫu số hai phân số, đúng không? Đấy. Chúng ta sẽ lấy gì nhỉ? 3/8 sẽ bằng mẫu số chung của hai phân số này chính là 56, phải không? 8 x 7 bằng 56. Ta sẽ lấy 3 nhân với 7 trên 8 nhân với 7 cộng 2 x 8 trên 7 x 8 bằng này, 3 x 7 bằng 21, 8 x 7 bằng 56 cộng 2 x 8 bằng 16 trên 7 x 8 bằng 56, phải không? Hai phân số đã có cùng mẫu số là 56, ta chỉ việc cộng tử số thôi, phải không? 21 cộng 16 thì được 37. 37. Giữ nguyên mẫu số là 56. Như vậy trong 2 giờ thì ô tô đó chạy được 37 phần 56 quãng đường. Bài giải. Chúng ta trả lời là gì? Sau 2 giờ ô tô đó chạy được số phần quãng đường là? Chúng mình lấy 3/8
cộng 2 phần 7. Toàn bộ các bước chúng ta tính toán ở ngoài, chúng ta chỉ viết đáp số vào thôi, bởi vì đây là bài toán có lời văn. Chúng ta được kết quả là 37 phần 56 quãng đường. Đáp số ba mươi bảy phần 56 quãng đường. Như vậy bài toán 3 vừa rồi chúng mình áp dụng cách cộng hai phân số khác mẫu số để chúng ta thực hiện phép cộng với bài toán có liên quan. Như vậy giờ học vừa rồi chúng mình đã biết cộng hai phân số khác mẫu số. Muốn cộng hai phân số khác mẫu số, ta quy đồng mẫu số hai phân số rồi cộng hai phân số đó. Giờ học của chúng mình đến đây là hết rồi. Cô chào các con.